Ngày 13 tháng 9, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa 14 phiên họp tháng 9. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong thời gian qua, công tác quốc phòng quân sự địa phương được triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nổi bật như công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, quy hoạch đất quốc phòng và xác lập khu quân sự, tổng kết các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện diễn tập, giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kết hợp giữa phát triển kinh tế văn hóa xã hội với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo trong lực lượng vũ trang tỉnh, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập CHCQ1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 05/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, nghị quyết số 230/2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, có chất lượng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Bên cạnh việc sắp xếp để nâng cao hiệu lực hiệu quả, thì như cái báo cáo của đồng chí chỉ huy trưởng và đồng chí phó chỉ huy trực thì Bộ Chỉ huy về tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo theo yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra và phù hợp với luật xung quanh nhân dân. Nên là Đảng ủy rồi Ban Thường vụ Công chí lãnh đạo chỉ đạo các cái tổ chức cơ sở đảng. Trước tiên là phải quán triệt cái chủ trương rồi nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, đặc biệt là cái gương mẫu của các đồng chí đảng viên có chức vụ. Thì cái việc xây dựng kế hoạch, kịch bản rồi phối hợp đồng các lực lượng thì tôi đề nghị các đồng chí là chúng ta chuẩn bị cho nó chủ đạo, đặc biệt là đảm bảo phương án để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cái dân tập này theo đúng kế hoạch đề ra. Còn các phương án thì tôi nói các đồng chí là chúng ta phải xây dựng theo quy định thôi. Thế còn diễn biến tình hình thực tế mà đồng chí tư lệnh chỉ đạo diễn tập tại thực địa thì các phương án này cơ bản thì chúng ta có thể đảm bảo được, đúng không? Nó không được mà như cái thực binh mà chúng ta có phương án thì ít nhất là cơ chế vận hành rồi các cái phương án để huy động thì nó cũng phải đảm bảo được cái yêu cầu tối thiểu. Đối với những kiến nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh liên quan tới việc xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự các xã phường trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận và giao cho các cơ quan liên quan của tỉnh tham mưu giải quyết trong thời gian tới.